Thưa quý vị, bão gây thiệt hại ở thủ đô London, tính từ London. Một trận bão mạnh trong ngày hôm nay đã tàn phá nước Anh, làm hai người chết ở miền Đông Nam. Ở London, nhiều cây cối đã ngã đổ, ảnh hưởng dịch vụ đường sắt. Ở Leyton, nằm phía đông của thủ đô, cây cối ngã đổ làm hư hại nhiều cửa tiệm và xe cộ đang đậu. Không có ai bị thương vì trụ điện bị ngã và những mảnh gỗ vụn bay xuống đất. Sức gió mạnh 99 dặm hay 160 cây số một giờ đã tràn qua miền Nam England và Wales. Đây là trận bão lớn nhất chưa từng có trong nhiều thập niên. Trận bão đang di chuyển tới châu Âu.